Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thân mến, nhân dịp năm mới 2024 và đón xuân Giáp Thìn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thân ái gửi đến các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng, cộng đồng doanh nghiệp, các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo, những người con quê hương Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, những người bạn đang học tập và làm việc tại Quảng Ngãi, lời thăm hỏi an cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thưa đồng bào, đồng chí, năm 2023 đi qua đã để lại nhiều dấu ấn, điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhưng với ý chí và tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo nên tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Thể hiện rõ nét nhất là có 24 trên 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 30.600 tỷ đồng, vượt trên 30% dự toán trung ương giao và là năm thứ ba liên tiếp tỉnh vượt thu ngân sách rất lớn. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh được tổ chức thành công, các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo, chất lượng giáo dục, y tế ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, công tác xây dựng đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả đạt được trong năm qua có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân tỉnh nhà đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp tạo đà phát triển cho năm 2024. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà vào những thành quả chung của tỉnh. Bước sang năm mới 2024 là năm tăng tốc, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tỉnh ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác triệt để thời cơ thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính chúc đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, người dân Quảng Ngãi năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, mừng xuân mới, động lực mới, khí thế mới, thắng lợi mới.